kg giữa hai đô mà Quang Huy Bắc Giang cố đỏ gặp Nguyễn Đồng Kỳ Linh Bình cố xanh, hai đô vào sớm. Hai đô xe đạp. Alo. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Sang sau nhưng rất tiếc là ra ngoài vào giữa sới. Tiếp tục thi đấu. Thank you.
sát đô địch đô lào tiêu cực, không tấn công mà chỉ có lùi là sao nhắc nhở luôn. Trận đấu tiếp tục. Công bố kết quả ở lúc 4 phút 38 giây hiệp 1, Đô Nguyễn Hồng Kỳ của Ninh Bình thắng cuộc. Vâng, hiện nay Đô Phố Đỏ hiện nay cũng bất ngờ với ban tổ chức, cũng quý vị có một khán giả muốn cõng đô Mạc Quang Huy và thưởng cho đô Mạc Quang Huy 500.000 để người quý vị cho một tràng pháo tay. Và mời một bác khán giả, mời bác Mạc Quang Huy, đây là một thử thách. Mời bác Quang Huy lên sới. Nếu mà không cõng được thì thưởng thêm 1 triệu nữa. Như vậy là anh đã cắm được 1.5 tạ đây. Ra ngoài. Giới thiệu trận thi đấu hạng cân trên 87 kg giữa Idol Nguyễn Văn Quảng và Thu Nghế Phố Đỏ gặp Nguyễn Hồng Kỳ Linh Bình Phố Xanh. Hai đôi bật sân. Idol sẽ đại. Tiếp tục.
đôi cô xanh không vào tay lại bắt tay nhau. Trận đấu tiếp tục. Thank you.